Sau đây chúng ta hãy cùng nhau theo dõi cái kết quả kinh doanh của con robot trong tháng qua như thế nào. Thì giờ chúng ta xem xét đây, trong một cái tài khoản giao dịch thật thì chúng ta thấy rằng là cái ngày khởi sự giao dịch trong cái tháng này, tức là 31 tháng 8 năm 2017 đến thời hôm nay là 20 tháng 9 năm 2017, thì chúng ta thấy kết quả kinh doanh như sau. Ví dụ như là ngày 31 tháng 8 này, robot giao dịch là lãi 89 đô. Rồi tới ngày là 4 tháng 9 ngày giờ là 73. Rồi tiếp tục tới ngày 1 tháng 9 172 đô. Rồi ngày là ngày 5 tháng 9 3.66 đô. Ngày 6 tháng 9 thì nó lỗ là 261 đô. Ngày 7 tháng 9 thì nó lại 75.78 đô. Rồi ngày 8 tháng 9 thì nó lại là 72.25 đô. Rồi ngày 11 tháng 9 nó lại 72.82 đô. Ngày 12 tháng 9 thì lại là 74.72 đô. Ngày 13 tháng 9 thì lại là 76.03. Ngày 14 tháng 9 lại là 77.53. Ngày 15 tháng 9 thì lại là 78.30. Ngày 18 tháng 9 thì lại là 78.75 đô. Ngày 19 tháng 9 thì lãi là 76.86 đô, và ngày 20 tháng 9 là lãi là 66.66 đô. Như vậy tổng lợi nhuận trong tháng 9, tức là 31 tháng 8 cho đến tới ngày 20 tháng 9 năm 2017, thì tổng lợi nhuận nó là 827.60 đô. Thì bạn thấy rằng là với kết quả kinh doanh như vậy, một robot có thể chạy nó mang lại lợi nhuận cho bạn như vậy, thì bạn thấy rằng là nó mang được lợi nhuận gần 20 triệu trong vòng một tháng. Thì cái điều gì hạnh phúc hơn, cái điều gì sung sướng hơn nếu bạn có một cái cỗ máy mà nó có thể tạo cho bạn có thu nhập, nó tạo cho bạn có lợi nhuận đều đặn như vậy, hàng tháng như vậy, hàng năm như vậy, thì bạn thấy là kết quả nó tuyệt vời như thế nào. Đây là một nguồn thu nhập thụ động đúng nghĩa. Các bạn không cần phải lo lắng trong cái vấn đề mình kinh doanh bằng cách nào, chỉ cần cài cỗ máy này, cài con robot này vào trong máy, và thế là tự động giao dịch, nó tự động mang lại cái lợi nhuận. Bạn có muốn được sở hữu được cái con robot này hay không? Bạn hãy đăng ký ngay ở phía dưới của cái mô tả của video này để tham gia các khóa học miễn phí của chúng tôi, và bạn được dùng thử con robot này để nó mang lại cho bạn những cái giá trị đầu tiên, những cái nguồn thu nhập đầu tiên, những lợi nhuận đầu tiên, để cho bạn có thấy rằng là cái thị trường forex trên thế giới này nó vô cùng tiềm năng, nó có thể giúp cho con người ta tự do tài chính một cách nhẹ nhàng, mang lại nhiều hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở các khóa học của tôi. Và một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng là các bạn hãy đăng ký ngay ở phía dưới của mô tả của video này, bởi vì số lượng chỗ ngồi có hạn, chúng tôi dành 20 vé miễn phí dành cho các bạn đăng ký sớm nhất. Hãy tiến hành đăng ký sau khi các bạn vừa xem hết cái video này.